Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày 6 tháng 5 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin bất ngờ xuất hiện cái chết bí ẩn có liên quan đến Nguyễn Đức Chung. Cho đến nay, người ta vẫn nghĩ rằng ông Nguyễn Đức Chung bị rơi vào vòng lao lý là một trường hợp như ông Đinh La Thăng. Tô Lâm đã thông qua bàn tay của Nguyễn Phú Trọng triệt hạ sát ván đối với ông Nguyễn Đức Chung. Nguyễn Đức Chung đã ra tòa một lần và lần đó đã được xử kín. Tội tiết lộ bí mật nhà nước nhưng ông Chung chỉ bị kết án 5 năm tù. Ông Nguyễn Đức Chung sẽ phải còn ra tù nhiều lần nữa, tựa như Đinh La Thăng. Tội lớn nhất của Nguyễn Đức Chung liên quan đến doanh nghiệp thuộc quyền sở hữu của Bùi Quang Huy, công ty Nhật Cường. Nó tựa như đầu mối để kết tội Đinh La Thăng là Trịnh Xuân Thanh, thì đầu mối để kết tội Nguyễn Đức Chung chính là Bùi Quang Huy. Tuy nhiên, hiện nay, vợ chồng Bùi Quang Huy đã bỏ trốn và dù cho Tô Lâm phát lệnh truy nã thì 2 năm rồi mà vẫn chưa bắt được Bùi Quang Huy. Nếu không bắt được Bùi Quang Huy thì bất đắc dĩ cảnh sát điều tra phải khai thác những cá nhân còn lại của công ty này. Được biết vụ án Nhật Cường Mobile làm cho Tô Lâm rất khó khăn. Người cần bắt thì không thể bắt được. Những người bị bắt thì nắm thông tin có hạn. Như vậy thì làm sao có thể kết tội được Nguyễn Đức Chung? Công an, nhà của Đảng Cộng sản Việt Nam thì không ai xa lạ gì với những ngón đòn của họ. Nạn bức cung, nhục hình xảy ra rất thường xuyên. Nghiệp vụ thì thiếu nhưng hung ác thì có thừa. Chính vì vậy không ít nghi phạm bị giết oan uổng trong thời gian bị tạm giam. Đây là hình ảnh cái chết rất bất ngờ của một quản lý công ty Nhật Cường. Những nhân vật lớn thì có thể bị chết vì lý do chính trị. Người ta muốn người có biết phải cầm học vĩnh viễn. Trường hợp cái chết của ông Trần Bắc Hà, Phạm Quý Ngọ được cho là như thế. Tuy nhiên, một nhân viên của công ty Nhật Cường bị chết trong quá trình điều tra khó mà do thế lực chính trị tạo ra. Rất có thể là do bức cung nhục hình bị áp lực hoàn thành hồ sơ điều tra và cũng không loại trừ khả năng bị cáo này bị bệnh. Và cái chết bí ẩn đó là gì? Vào ngày 5 tháng 5, báo chí nhà nước đưa tin bị cáo Mai Tiến Dũng, 38 tuổi, trưởng ngành điện thoại cũ của công ty Nhật Cường đã tử vong trước khi bị đưa ra xét xử. Vào ngày 5 tháng 5, trong phần thủ tục tại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án buôn lậu vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại công ty thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường. Chủ tọa Trần Nam Hà, thẩm phán Tòa Nhân dân tối cao Hà Nội, thông báo cho việc bị cáo Mai Tiến Dũng đã tử vong. Theo hồ sơ, bị can Dũng tử vong vào hôm 23 tháng 4 vừa qua. Do đó, chủ tọa Trần Nam Hà cho hay, cơ quan tố tụng đã đình chỉ vụ án hình sự đối với bị cáo Dũng. Trong vụ án, cơ quan công tố cáo buộc từ ngày 28 tháng 2 đến ngày 5 tháng 3 năm 2018, bị cáo Mai Tiến Dũng đã giúp sức cho Bùi Công Huy buôn lậu 1.574 chiếc điện thoại, iPad và các loại, tổng trị giá 45 tỷ đồng. Sau khi đại diện Viện Kiểm sát, luật sư các bị cáo không có ý kiến, chủ tọa Trần Nam Hà đề nghị Viện Kiểm sát công bố cáo trạng truy tố bị cáo. Theo cáo trạng, từ tháng 1 năm 2014 cho đến tháng 5 năm 2019, Bùi Quang Huy, tổng giám đốc công ty Nhật Cường hiện đã bỏ trốn, đã thực hiện và chỉ đạo lãnh đạo nhân viên công ty thực hiện hành vi giao dịch mua bán trái phép tổng số 2.502 đơn hàng với 255.311 sản phẩm có tổng giá trị thanh toán hơn 2.927 tỷ đồng của 16 nhà cung cấp ở Hồng Kông. Sau đó, ông Huy đã trực tiếp liên hệ, thỏa thuận thuê các đường dây vận chuyển hàng hóa trái phép từ Hồng Kông về Việt Nam giao cho công ty Nhật Cường tiêu thụ. Trong đó, công ty cung cấp công ty miền Tây do Ngô Xuân Sử đại diện đã thực hiện hành vi bán trái phép cho Bùi Quang Huy tổng số 606 đơn hàng với 84.403 sản phẩm, tổng trị giá là 426 tỷ đồng. Đây là hình ảnh ông chủ công ty Nhật Cường Bùi Quang Huy hiện đang bỏ trốn. Điều đang nói là công ty Nhật Cường thì Mai Tiến Dũng là người nắm thông tin về công ty nhiều nhất sau Bùi Quang Huy. Ai cũng biết vụ án này là vụ án mà Tô Lâm muốn khai thác sự liên quan của ông Nguyễn Đức Chung với Nhật Cường. Tuy nhiên, Mai Tiến Dũng đã chết, để lại một bộ hồ sơ điều tra hoàn toàn là những con số mà không liên quan đến vai trò của ông Nguyễn Đức Chung cả. Điều đáng nói là báo chí không nói gì đến bệnh tình của Mai Tiến Dũng cả. Cứ như đó là một bí mật vậy. Thông thường, nếu một bị cáo bị bệnh quá nặng thì họ có thể xin về nhà điều trị. Tuy nhiên, suốt quá trình bắt giam và điều tra, không thấy báo chí nói gì về bệnh tật của ông Mai Tiến Dũng. Tội buôn lậu là phụ,
là sự liên quan với cùng Nguyễn Đức Chung mới là tội chính. Bản cáo trạng cho biết Đỗ Văn Hùng, đại diện nhà cung cấp Anh Hùng HP, thực hiện hành vi bán trái phép cho Bùi Quang Huy tổng số 162 đơn hàng với 13.220 sản phẩm, tổng giá trị hơn 98 tỷ đồng, và thực hiện hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, giúp sức cho Bùi Quang Huy thực hiện hành vi buôn lậu tổng số 52.811 sản phẩm với tổng giá trị là hơn 307 tỷ đồng. Thông qua các hệ thống của các cửa hàng của công ty Nhật Cường, Bùi Quang Huy đã tiêu thụ được 254.364 sản phẩm, thu lợi bất chính hơn 221 tỷ đồng. Theo Viện Kiểm sát, đây là vụ đồng phạm có tổ chức, có sự câu kết giữa các bị cáo trong việc thực hiện hành vi phạm tội. Trong đó, Bùi Quang Huy là người tổ chức, chủ mưu, cầm đầu, điều hành toàn bộ hoạt động buôn lậu công ty Nhật Cường. Các bị cáo, trong đó có Trần Ngọc Ánh, v.v. là người thực hành, là người giúp sức thực hiện tội phạm. Ngoài ra, vào năm 2014, Bùi Quang Huy đã chỉ đạo thành lập hai hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi hoạt động kinh doanh của công ty, chỉ đạo nhân viên sử dụng ghi chép số liệu liên quan đến hoạt động của công ty Nhật Cường trên hai hệ thống sổ sách kế toán tại phần mềm ERP và phần mềm MISA. Đây là hình ảnh số phận Nguyễn Đức Chung phụ thuộc vào hồ sơ điều tra của công ty Nhật Cường. Hành vi lập hai hệ thống sổ sách kế toán nêu trên đã bỏ ngoài sổ sách kế toán tài sản, nguồn vốn hoạt động thực tế của công ty Nhật Cường, vi phạm về các quy định hành vi nghiêm cấm theo quy định của Điều 13 Luật Kế toán. Với hành vi vi phạm trên, chỉ tính phần nghĩa vụ nộp thuế trong hoạt động kinh doanh của công ty Nhật Cường đã gây thiệt hại cho nhà nước gần 30 tỷ đồng. Con số 30 tỷ đồng thiệt hại là con số rất nhỏ so với những gì trong vụ án Đinh La Thăng làm thất thoát. Tuy nhiên, vấn đề ở đây là khi đã khởi tố công ty Nhật Cường mà không có tội gì và có thể kết tội cho được, chưa bắt được Bùi Quang Huy là một thất bại, còn khai thác những sai phạm của Nhật Cường mà không moi ra được sự liên quan của Nguyễn Đức Chung lại là thất bại thứ hai. Và khi khai thác Mai Tiến Dũng cho đến chết mà vẫn không thể có được thông tin gì có giá trị thì thất bại thứ ba, một cái chết của nhân viên công ty Nhật Cường kèm theo với những kết luận điều tra không thành công cho thấy cái chết này có là điều gì đó hết sức mờ ám. Và câu hỏi mà dư luận xã hội đặt ra là liệu có bàn tay của Nguyễn Đức Chung vào vụ này hay không? Rất khó để mà có thể nghi ngờ Nguyễn Đức Chung có liên quan, bởi Nguyễn Đức Chung đang phải ngồi tù và ông ta có thể làm được gì. Tuy nhiên, ông Nguyễn Đức Chung từng là giám đốc công an thành phố Hà Nội và từng là chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Mối quan hệ của ông Nguyễn Đức Chung rất rộng và phức tạp. Một người từng nắm quyền thế như vậy thì từ trong tù điều hành những gì bên ngoài nhà tù đều có thể. Được biết, mối quan hệ giữa Nguyễn Đức Chung và Bùi Quang Huy rất đặc biệt. Không phải ngẫu nhiên mà Nguyễn Đức Chung ưu ái cho Bùi Quang Huy trúng thầu nhiều dự án số hóa bộ máy chính quyền của Hà Nội. Bùi Quang Huy chính là sân sau của một chủ tịch thành phố, chứ không hề nhỏ. Hiện nay, Bùi Quang Huy đang ở bên ngoài nhà tù và là một doanh nhân rất giàu có. Biết đâu Bùi Quang Huy ở đâu đó trên đất nước Việt Nam và điều khiển thế lực ngầm nào đó thì ai mà biết được. Rõ ràng với cái chết của ông Mai Tiến Dũng thì Bùi Quang Huy và Nguyễn Đức Chung có lợi hơn ai hết. Đây là hình ảnh với câu hỏi mà dư luận đặt ra là liệu ông Nguyễn Đức Chung có với bàn tay ra ngoài nhà giam hay không. Hiện tại, cái chết của Mai Tiến Dũng do một trong ba nguyên nhân sau đây. Thứ nhất là do bức cung nhục hình. Thứ nhì là do thế lực thân Nguyễn Đức Chung không mong muốn Mai Tiến Dũng khai quá nhiều. Thứ ba là có khả năng ông Mai Tiến Dũng chết do bệnh tật. Tuy nhiên, khả năng thứ ba là không cao. Có thể nói cái chết của ông Mai Tiến Dũng là một cái chết bí hiểm và có rất nhiều nghi vấn ẩn khúc ở đây. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.d ngày hôm nay thứ năm ngày 6 tháng 5 năm 2021 với bản tin bất ngờ xuất hiện cái chết bí ẩn có liên quan đến Nguyễn Đức Chung. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.d.